Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, lĩnh vực văn hóa xã hội, tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cơ bản đồng tình với các dự thảo nghị quyết, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa xã hội như đánh giá kết quả học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để đưa ra những giải pháp cụ thể trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vấn đề lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa thôn bản sau sáp nhập, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh, an sinh xã hội, giải pháp trước tình trạng sinh con thứ ba, đầu tư cơ sở vật chất trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và thực hiện chính sách về dân tộc tôn giáo. Một số dự thảo nghị quyết các đại biểu đề nghị cần bổ sung, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với quy định và thực tế triển khai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo, ngành chức năng tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, bổ sung chỉnh sửa và hoàn thiện thể thức, nội dung để trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sắp tới.